Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày mai, ngày 1 tháng 7, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của Quốc hội. Để đảm bảo cho việc thí điểm diễn ra tốt đẹp, thời gian qua, thành phố đã thực hiện bài bản các công tác chuẩn bị về nhân sự, bộ máy chính quyền, hướng đến xây dựng một chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý đô thị. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Từ ngày mai 1 tháng 7, Hải Châu sẽ không cần Hội đồng Nhân dân cấp quận. Nên hiện nay, ông Phan Văn Tân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Hải Châu nhiệm kỳ 2016-2021, đã được Quận ủy Hải Châu phân công giữ chức vụ trưởng ban tổ chức quận ủy. Không riêng ông Tân, các cán bộ thuộc Hội đồng Nhân dân quận đến nay đều đã được bố trí đảm nhận các nhiệm vụ mới phù hợp với chuyên môn công tác. Việc sắp xếp lại bộ máy, tổ chức lại cán bộ là công việc được các quận cũng như thành phố Đà Nẵng rất chú trọng trong thời gian qua, nhằm chuẩn bị cho việc thí điểm hiệu quả mô hình chính quyền đô thị. Thì quận Hải Châu đã thực hiện tốt cái vấn đề về sắp xếp cái công tác cán bộ, bố trí đúng cái vị trí việc làm và cái năng lực hiệu quả công việc của các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân của quận, các ban, kể cả là lãnh đạo Hội đồng Nhân dân của 13 phường. Đến giờ phút này thì công tác cán bộ của quận Hải Châu đã ổn định và đi vào cái hoạt động chính thức ngày 1 tháng 7. Thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng vừa tạo thuận lợi để xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu quả, nhưng cũng vừa là thách thức khi vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân thành phố nói chung và mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nói riêng càng trở nên đặc biệt quan trọng. Nhất là trong bối cảnh Đà Nẵng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, cũng như những tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19. Chính vì vậy, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xác định phương châm làm việc là lấy sự tin tưởng và hài lòng của cử tri là mục tiêu, lấy người dân làm trung tâm cho mọi quyết sách. Khối lượng công việc của chặng đường phía trước là khá lớn và nhiều thử thách khi thành phố chúng ta bắt đầu triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Theo đó, không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp quận, cấp phường, cho nên chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân thành phố, của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tăng lên khá nhiều theo quy định tại Nghị quyết 119 của Quốc hội. Đồng thời, cũng vừa phải tiếp tục giải quyết những công việc còn dở dang, vướng mắc, tồn đọng trong thời gian vừa qua. Vì vậy, với ý thức trách nhiệm cao trước nhân dân thành phố, chúng tôi xác định phương châm làm việc là luôn lấy sự đoàn kết, đồng thuận, sự tương tác để làm nền tảng, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí cho mọi hành động, lấy sự tin tưởng và hài lòng của cử tri là mục tiêu. Theo mô hình chính quyền đô thị, chính quyền cấp thành phố là một cấp chính quyền địa phương, gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, các quận và phường không có tổ chức Hội đồng Nhân dân, mà chỉ có tổ chức cơ quan hành chính là Ủy ban Nhân dân. Huyện Hòa Vang và các xã trực thuộc vẫn tiếp tục giữ mô hình cấp chính quyền ở địa phương, gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Đây là mô hình được kỳ vọng tạo thuận lợi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công trên địa bàn đô thị, tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố.